lại Tyler Diệp Minh Trường. Anh cũng là nghị viên của thành phố Westminster, nhưng ngày hôm nay anh trong vai trò là MC. Và hai chị em chúng tôi được ban tổ chức chọn để cùng với lại tất cả các quý vị ngày hôm nay chúng ta đi tới nhau để tưởng niệm 40 năm ngay dưới tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, là những người đã hy sinh đóng góp xương máu cho công cuộc bảo vệ tự do. Và một lần nữa, Minh Phường và Tyler xin được bắt đầu vào chương trình. Thưa quý vị, vòng hoa này được đại diện bởi luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa và kỹ sư Trương Ngải Vinh. Và thưa quý vị, đây là lần đầu tiên sau 40 năm hai cộng đồng đã cùng với nhau để thực hiện, thể hiện sự đoàn kết. Mà đây cũng là mong muốn của tất cả mọi người Việt quốc gia tại hải ngoại nói chung và tại California nói riêng. Thưa quý vị, một lần nữa một tràng pháo tay cho hai chủ tịch của cộng. Không có dân chủ, không có độc tự do nên nước mình không có thể phát triển được. Đâu đứng thay những vị tướng một đời ngang dọc, quyết không hàng, anh dũng quyên sinh, tuyệt thực biểu tình, chống giặc mà chết, hồn linh nơi nào. Lễ tưởng niệm cầu cho hồn an nghỉ, muôn dân thường, chiến sĩ vô danh, đấng anh hùng được tổ quốc ghi ân, kẻ oan khuất được thần linh chứng giám. Đây là trời tự do, cộng đồng Việt Nam cùng chung tiếng nói, tiếng nói tự do, tiếng nói Việt Nam tiến trình gọi đàn. Trong 40 năm qua, chúng ta đã thấy được với sự tranh đấu của đồng hương, 53 ngày đêm chúng ta đã hạ được lá cờ máu. Và gần đây nhất, chưa đầy một tiếng đồng hồ, chúng ta đã dẹp bỏ lá cờ máu ở trên một cái bảng quảng cáo. Sách giáo khoa có tài liệu của Cộng sản đã bị thu hồi tại học khu Westminster chưa đầy 24 tiếng. Và danh xưng Sài Gòn đã đang ngạo nghễ ngay tại trung tâm của người Việt tị nạn. Tối hôm qua, Hội đồng thành phố Westminster vừa mới chuẩn thuận để thành lập trung tâm sử liệu sẽ có tất cả các danh sách của 58.000 binh sĩ Hoa Kỳ cũng như là hơn 200.000 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì lý tưởng tự do. Và trong tương lai, chúng tôi sẽ mở cửa trung tâm sử liệu để cho thế hệ đi sau học hỏi được sự hy sinh, sự có mặt của tất cả quý vị. Chúng ta có quyền hy vọng để tiếp tục tranh đấu cho một Việt Nam dân chủ và tự do. Hai, tuấn tiết ngày 30 tháng 4 75. Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, Tư lệnh Quân đoàn 4, tuấn tiết ngày 30 tháng 4 75. Thiếu tướng Lê Văn Hưng, Tư lệnh Phó Quân đoàn 4, tuấn tiết ngày 30 tháng 4 75. Thank you.
chuẩn tướng Trần Văn Hai, tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh, tuẫn tiết ngày 30 tháng 4 75. Chuẩn tướng Lê Nguyên Vĩ, tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh, tuẫn tiết ngày 30 tháng 4 75. Đại tá Hồ Ngọc Cẩn, tỉnh trưởng tỉnh Trương Thiện, bị hành quyết ngày 14 tháng 8 75 tại sân vận động Cần Thơ. Nguyễn Hữu Thông, võ bị Đà Lạt khóa 16, trung đoàn trưởng 42 bộ binh, sư đoàn 22 bộ binh, tuẫn tiết ngày 31 tháng 3 75 tại Quy Nhơn. Trung tá Vũ Đình Duy, trưởng đoàn 66 Đà Lạt, tuẫn tiết ngày 30 tháng 4 75. Trung tá Nguyễn Văn Hoàng, trưởng đoàn 67 phòng 2 bộ tổng tham mưu, tuẫn tiết ngày 30 tháng 4 75. Trung tá Nguyễn Xuân Tiêu, quận trưởng kiêm chi khu trưởng Tuy Phước, Bình Định, tuẫn tiết ngày 15 tháng 4 75 tại Bình Định. Vừa rồi là chúng ta thấy danh sách của 49 vị anh hùng đã tuẫn tiết, và còn rất nhiều tấm gương oai hùng sáng rực của các chiến sĩ anh hùng quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tuẫn tiết để giữ vẹn chữ chính chữ nghĩa cho cuộc chiến tranh bảo vệ tự do dân chủ cho miền Nam Việt Nam. Tiếp nối trong chương trình ngày hôm nay, sau đây chúng tôi xin kính mời ông Phan Ngọc Lượng, chủ tịch Liên hội của chiến sĩ miền Nam California, đại diện cho quân đội quân lực Việt Nam Cộng Hòa hiện diện. Quý quan khách, kính thưa quý viên trưởng, kính thưa quý vị, vị đại tá của tỉnh Trân Châu bị bệnh bất ngờ nên ông nhờ tôi đọc bài diễn văn cho ông. Đây là bài viễn văn của đại tá của tỉnh Trân Châu. Hôm nay lần thứ 40 của tháng Tư Đen, mùa quốc hận mà không người Việt Nam nào có thể quên được trong ký ức, là ngày lịch sử, ngày trọng đại, ngày mang một ý nghĩa thiêng liêng và đau buồn của người Việt quốc gia. Đó là ngày đại họa của đất nước, ngày đổ vỡ và chia lìa dân tộc, ngày mà tất cả quân cán chính, cảnh sát bị lùa vào các trại tù dã man của Cộng sản. Còn vợ con ở nhà thì bị tống vào rừng sâu nước độc phải tự túc mưu sinh. Thực chất là để cướp nhà, cướp đất, cướp của cải. Là ngày mà hàng triệu người đành gạt lệ bỏ nước ra đi, chạy trốn cộng sản, ào ra biển tìm sự sống trong muôn ngàn cái chết. Kết quả trên 500.000 người đã chìm xuống lòng biển sâu và không có bao giờ có dịp đến được bến bờ tự do. Vì thế mỗi năm đến ngày 30 tháng 4 thì cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản trên thế giới tổ chức lễ tưởng niệm để kính dâng nén hương lòng lên tổ quốc mến yêu, đồng thời suy tôn những anh hùng quân cán chính đã vì nước hy sinh thân mình, cùng 100.000 đồng bào đã bỏ mình trên đường chạy trốn cộng sản. Ngày quốc hận năm nay làm tôi nhớ lại nỗi buồn của 1975, khi hạm đội Việt Nam Cộng Hòa tiến vào hải phận Phi Luật Tân, chính phủ Phi không cho vào vì đoàn tàu có treo cờ Việt Nam Cộng Hòa. Sau đó hải quân Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ hội ý với nhau và quyết định chung là bỏ tất cả đạn pháo xuống biển, làm lễ hạ quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa rất long trọng và cảm động, cùng hát quốc ca, kéo cờ Mỹ lên. Hầu hết các người trên tàu đều khóc hay rớm nước mắt. Thế là đoàn tàu vào Speed Bay, căn cứ của Mỹ. Mấy chục năm qua, năm nào tổ chức ngày quốc hận, đồng bào đều đến tham dự đông đảo. Suốt buổi lễ không thiếu những giọt lệ rơi, những tiếng nấc nghẹn ngào cho những người thân bỏ mình trong ngày 30 tháng 4, được khắc ghi trong tâm khảm của 4 triệu người tị nạn cộng sản trên thế giới. Ngày 30 tháng 4 cũng là ngày để nhắc nhở vì sao chúng ta phải bỏ nước ra đi, là ngày để nung nấu tinh thần đấu tranh cho nước Việt Nam tự do dân chủ. Những anh hùng đã tuẫn tiết hy sinh, nhân dân Việt Nam vô cùng kính phục và tiếc thương. Đặc biệt năm nay
đánh dấu 40 năm lưu lạc nơi quê người, người Việt quốc gia hải ngoại đã kỷ niệm ngày quốc hận với một ý nghĩa sâu đậm và thấm thía hơn. Nói đến xã hội Việt Nam ngày nay là một xã hội suy đồi, được xây dựng bởi lòng thù hận, kích động bạo lực để cướp bóc, tranh nhau để làm tiền. Bọn lãnh đạo cộng sản thì bán đảo, bán đất, bán rừng, bán sông trên nguồn, còn cấp dưới thì cướp rồi. Các anh cho một dân tộc kiêu hùng và bất khuất. Xin Thượng Đế ban phước cho những người đã sẵn sàng hy sinh cho tự do dân chủ. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị. Cổ Tấn trân trọng. Tôi giới thiệu đến quý vị khuôn mặt của bé Hugo Nguyễn trong ca khúc Một sáng tác của nhạc sĩ Việt Càng, Việt Nam tôi đâu. Do như thế nào để cho họ bỏ cái chế độ cộng sản, để tất cả cái người dân của Việt Nam đều mình có dịp bắt tay nhau.